Đây là cái thứ mà tôi không có nói là tôi quay video dễ ẹt luôn á. Ok, xong chơi thì bình thường á là tôi để cái điện thoại nè, cái tôi quay video bằng cam sao rồi tôi phải ra tôi ngồi tôi canh coi nó phải ngay giữa cái màn hình chưa. Sau khi đã canh tỉ mỉ rồi tôi sẽ đứng ngay góc đó để tôi quay luôn cho nó giữa màn hình. Nhưng mà để đâu có như là mơ đâu, tôi canh kỹ là kỹ luôn rồi nhá. Tôi quay xong tôi ra tôi coi lại tôi văng khỏi khung hình luôn. Trời, tập cái skill đó đúng khó luôn, quay xong ra coi quay lại từ đầu luôn chán. Thì hết là tôi cần một công cụ để hỗ trợ tôi, đó chính Là là cái đồng hồ này. Ủa hết pin rồi, từ từ. ok xong chơi nhân lúc hết pin là tôi có cái này hay hay nào, mình cầm này cái mình để lên cục đó cái từ từ nha. Lên rồi đó. Giờ chức năng siêu đặc biểu cái đồng hồ này là có thể coi được giờ nha, đỉnh không đỉnh không. Giờ tôi thấy nó đo mấy chỉ số sức khỏe độ ok lắm, nhịp tim mà tập thể dục rồi cái kiểu. Tôi thấy nó hay lắm á, cái gì cũng không có đó, bóng gỗ bóng đá bóng chuyền hip hop rồi múa cột đầy đủ hết luôn á. Thì cái tôi cần nhất đó chính là nó có thể kết nối với camera của điện thoại để tôi coi, tôi canh khung hình coi nó có đúng không. Nhờ nó mà quay được video á. Ok xong chơi thì đó là những cái hay của cái đồng hồ của tôi. Thì ước gì Apple thấy được cái clip này tại trợ tôi thêm cái MacBook để tôi review thì hay biết mấy. Ok không có gì hết, sao động mình.